xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Con xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Dạ thưa thầy, và con xin mời thầy tiếp tục giảng về khát vọng giác ngộ của các vị Bồ Tát ạ. Thưa quý vị, như khi nãy chúng tôi đã trình bày, đó là cái câu hỏi của Châu Giê Sĩ Thảo Vi rất là quan trọng, bởi vì nói đến cái khát vọng giác ngộ của những vị Bồ Tát là nói đến những cái gì rất là cao, rất là sâu, rất là vi diệu. Cho nên chúng tôi xin được chia sẻ thêm, đó là các ngài đã chẳng những có những cái thánh hạnh rất là tuyệt vời, tâm thức luôn luôn an lạc, tự chế được những cái điều mà những người bình thường như chúng ta không có cái khả năng tự chế đó. Cứ lấy một cái thí dụ, khi chúng ta đứng trước một cái sự thất bại nào đó thì chúng ta có thể than trách, đổ lỗi cho người này, hoặc giả là đổ lỗi cho một ai đó, buồn rồi có những cái nuối tiếc, có những cái giận dữ, thậm chí có những cái trạng thái tâm lý trầm cảm vì thất vọng, đưa dẫn đến những cái tâm lý thiệt vọng, cho nên rất có thể sẽ đi đến những cái quyết định mà phải nói rằng là thiếu sáng suốt, không có được vô minh. Nhưng mà đối với những vị Bồ Tát, tâm lúc nào cũng an lạc, tự chế trong mọi hoàn cảnh, dù là đối đầu với những cái cảnh huống rất là ối âm, rất là nghiệt ngã, rất là cay đắng, rất là bất công, nhưng mà quý ngài có khả năng kiềm chế, chinh phục những cái hoàn cảnh không có thuận tiện một cách rất là dễ dàng. Kể cả trong những cái lúc mà đạt được những cái thắng lợi như là vinh dự đối với người đời, cho đó là một cái gì vĩ đại nhất, nhưng mà quý ngài vẫn thản nhiên, vẫn không xem đó là một cái gì phi thường, là một cái gì vĩ đại, bởi vì quý ngài biết cái thực tướng của các pháp là không tướng, cái tự tánh của các pháp là không tánh, mọi sự đều rỗng lặng, đều là tịch tịnh. Và chính đó là cái lý do tại sao mà tâm quý ngài ở đây là những vị Bồ Tát trầm lặng, nhu thuận. Đó là một cái nhân tố, thưa quý vị, rất là quan trọng. Nó cho thấy được cái nhân cách, cho thấy được cái đạo phong, cho thấy được cái lý tưởng tuyệt vời, đẹp vô cùng của những vị Bồ Tát. Lìa hẳn tất cả những cái ô nhiễm, những cái uế trực, và an trú trong chánh tri kiến, trong một cái sự hiểu biết đúng đắn, sống trong chân lý. Đây chính là một cái đời sống mà chúng tôi thường thưa là sống đời sống Phật. Và các ngài đã tích tụ trăm nghìn thiện căn qua vô số kiếp, không phải một kiếp, mà là, thưa quý vị, cái con số của cái kiếp đó không thể tính, không thể đếm, cho nên gọi là vô số kiếp, trăm nghìn vô số kiếp, quý ngài đã tích lũy được những cái thiện căn, những cái công đức làm, cúng dường trăm nghìn chư Phật và những cái bậc gọi là đại trí, là đại trí giả. Quý ngài cũng cúng dường vô lượng những vị A-la-hán, Bích Chi Phật, và để lợi ích cho hết thảy thế gian, cho nên quý ngài đã phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh, thượng cầu Phật đạo.
hà hóa chúng sinh, phát cái tâm giác ngộ Bodhicitta, Bồ đề tâm, chứ không phải là phát một cái tâm sầu muộn, một cái tâm không có hoan hỷ, không có hòa hợp, vân vân. Phát cái tâm đó không phải để lợi ích cho chính mình, mà vì để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Quý ngài đã phát Bồ đề tâm, quý ngài đã tinh cần trì giới và thành tựu được hành nhẫn nhục, tất cả những cái giới luật mà Đức Phật chế định, quý ngài đều tinh tấn không ngừng phát tâm thọ trì một cách nghiêm mật và thành tựu được tất cả những cái hành nhẫn nhục. Vì thiếu nhẫn nhục mà chúng ta có thể nổi nóng, chúng ta có những cái phản ứng, có những cái này cái kia. Nhưng mà đối với những vị Bồ Tát, không phải là vì cái lợi ích cho bản thân như chúng tôi đã trình bày. Lý do mà quý ngài thành tựu được cái hành nhẫn nhục, lý do mà quý ngài tinh cần thọ trì giáo pháp, lý do mà quý ngài phát Bồ đề tâm là vì sự lợi ích của tất cả chúng sinh. Chúng ta phải thấy rõ cái sự khác biệt giữa bản thân của mỗi một chúng ta và những vị Bồ Tát. Chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái sự lợi ích của cá nhân, làm một cái gì đó cũng nghĩ hơn, thua, được, mất, tính toán đủ hết. Nhưng mà phần lớn cái sự tính toán của chúng ta là do xuất phát từ cái tấm lòng vị kỷ, tự lợi, chứ không phải là vì cái tinh thần vị tha vô ngã. Đó là cái điểm mà chúng ta phải thấy ra. Mà có thấy ra được cái điểm đó thì chúng ta mới hướng đến Bồ Tát Đạo, để làm thế nào thành tựu được lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Nên nếu mà không thấy được cái sự khác biệt đó thì mình cứ nghĩ mình cũng là một cái nhân cách lớn, mình cũng là một cái nhân cách vĩ đại, mình cũng là một cái vị Bồ Tát. Như là đôi khi có một số những vị do để sách tấn, đây là vị Bồ Tát, từ Bồ Tát rất là cao siêu nhưng mà cũng rất là gần gũi với đời thường, để khuyến khích, để mà tác động giúp cho chúng ta nỗ lực lên đường để hoàn thành cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Nhưng mà đó chỉ là một cái khuyến khích thôi. Dù chúng ta đang phát tâm Bồ Đề, dù chúng ta đang phát nguyện đi trên con đường của lý tưởng Bồ Tát, Bồ Tát Đạo, Đạo là con đường, nhưng mà chúng ta chưa phải thật sự là những vị Bồ Tát. Chúng ta cần phải nỗ lực tu hành nhiều hơn. Cho nên thấy rõ được cái sự khác biệt giữa một chúng sinh và một vị Bồ Tát, thì đó cũng là một cái nhân tố vô cùng quan yếu để giúp cho chúng ta không ngừng tiến bước. Bởi vì nếu mà mình thấy mình chưa thành tựu thì mình mới nỗ lực. Còn nếu mình thấy mình đã thành tựu rồi thì có thể là mình ngủ quên trong những cái thành tựu mà dù đối với mình thì rất là lớn, nhưng mà đối với chư Phật thì đó chẳng qua là những cái thành tựu rất là bé nhỏ. Cho nên hưng phát được Bồ Đề Tâm phải sống với cái tâm lượng của một vị Bồ Tát lớn, của một Đức Phật. Thì lúc bấy giờ đó, những gì mà chúng ta thi thiết, những gì mà chúng ta phương tiện để thực hành cái lý tưởng Bồ Tát Đạo, nó mới là một cái gì lớn lao, mới là một cái gì mà cái danh từ của người đời gọi là vĩ đại. Còn nếu mà chưa hưng phát được Bồ Đề Tâm thì thưa quý vị, dù chúng ta có thể suy nghĩ mình rất là vĩ đại nhưng mà chưa. Thì có khi nào con nghĩ là con là một vị Bồ Tát chưa, hay là có khi nào con suy nghĩ như vậy không con? Dạ không. Không phải không? Có những lúc mà con hát về cái bài Quan Thế Âm phải không? Dạ. Có thể là nhập tâm nghĩ mình đang chuyển tải một cái tâm thức của một vị Bồ Tát, thì cũng có phải không? Cũng có ảnh hưởng hay là không? Không có ảnh hưởng. Dạ cũng có ảnh hưởng ít thôi phải không? Dạ, ít. Nhưng mà chưa phải là Bồ Tát phải không? Dạ. Dù rất muốn làm một cái vị Bồ Tát để mà cứu độ chúng sinh, đặc biệt là khi con thấy một ai đó trong
thân bạn quyến thuộc, tức là trong gia đình, trong dòng họ hay là những người thân mà bị bệnh hoặc giả là bị thất bại, không có thành công, mà con cũng muốn cứu nhưng mà cái khả năng của con chưa phải là Bồ Tát cho nên cũng khó để mà có cứu được, phải không? Mình mong làm sao mình có thể thành Phật, có thể là một cái vị Bồ Tát để cứu độ. Có lúc nào mà con suy nghĩ như vậy không, hay là dạ có đó, như vậy là tốt. Khi mà suy nghĩ như vậy thì trước sau gì con cũng sẽ thành Phật, cũng sẽ là những vị Bồ Tát lớn, bởi vì có cái mơ ước, có cái khát vọng để được giác ngộ, để được trở thành một cái vị Bồ Tát lớn. Bồ Tát ở đây tức là giác hữu tình, tức là một chúng sinh mà đã giác ngộ, hay chả là nếu ở một cái phạm vi hẹp thì một chúng sinh trên là phát Bồ Đề Tâm, dưới phát cái tâm cứu độ chúng sinh. Thì khi mà con đã có những cái suy nghĩ như vậy, có những cái khát vọng để mà thành tựu được Phật quả, có một cái khát vọng lớn để trở thành một cái vị giác ngộ, thì trước sau gì, bởi vì con đã gieo cái hạt giống tốt, phải không ạ? Con đã tạo một cái nhân tốt, một cái suy nghĩ, tất cả mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Cho nên khi mà con suy nghĩ như vậy thì chắc chắn là trước sau gì con cũng nỗ lực không ngừng để mà thành tựu những cái khát vọng lớn lao mà con đang suy nghĩ. Thì giống như là những vị Bồ Tát, trước khi mà quý ngài trở thành Bồ Tát thì quý ngài cũng là một chúng sinh, phải không? Dạ. Nhưng mà do cái khát vọng được giác ngộ, do cái tâm nguyện lớn lao muốn cứu độ tất cả chúng sinh mà quý ngài phát Bồ Đề Tâm, thì con cố gắng, phải không? Con đã suy nghĩ như vậy thì con nỗ lực, thầy tin là một ngày nào đó con cũng sẽ thành Phật, con cũng sẽ thành một cái vị Bồ Tát lớn. Và cái điều này là Đức Phật đã khẳng định, chứ không phải là thầy nói. Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật có nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy cho chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số 4 hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy